con tình nguyện đại diện cho nhóm Phật sự. Tiếng nói từ trái tim tình thương niềm đạo Pháp. Có đôi lời sắc Phật nhà Vu Lan A Di Đà. Kính cúng dường và tri ân chư Phật Tổ, Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, toàn thể quý thầy, cô, quý thiện tri thức, từ vô thủy đến nay, kính cúng dường và tri ân cụ quyền các tổ, cha mẹ, họ hàng, từ vô thủy đến nay, kính cúng dường và cảm kích muôn loài, muôn vật, hữu tình, vô tình. Kính cúng dường và mang ơn quý vị ân oán từ vô thủy. Kính cúng dường và ơn nghĩa bạn bè đời tộc từ ngàn xưa đến nay. Kính cúng dường và tri ân toàn thể quý anh hùng liệt sĩ, quý anh thư vũ danh vô danh, quan hồn cũng tự. Kính cúng dường và tri ân đất nước Hoa Kỳ đã tạo một nhịp cầu trong khi quê hương điêu linh Việt Nam trong cảnh màn trời chiếu đất đã tạo một quê hương thứ hai tại xứ trời bên kia ở Thái Bình Dương, đã nương nhờ từ vật chất đến tinh thần vô bờ vô bến để tô điểm và hoàn thành về mọi mặt toàn diện cho con em đàn cháu ngày hôm nay. Nam mô Như Lai Vô Vi, Nam mô Đại Hiếu Bồ Kỳ Nghiêm. Ngày lễ Vu Lan ai cũng có một cảm giác riêng, kẻ vui, ngày buồn, lẫn lộn. Để rồi lòng chúng ta trùng xuống cùng người xúc động lắng nghe những kỷ niệm, những công lao hiện tiền và quá khứ của chư Phật, chư Tổ, của các vị ân sư, của tổ tiên, ông bà, cha mẹ cùng những người thân, vân vân. Bằng một tâm thanh tịnh tâm và chân thành nhất, chúng ta đã làm chuyện đất trời chung, sự chiêu cảm âm dương gia hòa dung thông trong từng giây phút Vu Lan hiện hữu hôm nay tại chánh điện trang nghiêm Phật Đà chùa Huệ Quang. Còn gì biệt hiệu nhiệm màu hơn, chúng ta hiện nơi đây để cùng nhắc nhở nhau lòng hiếu thảo ơn nghĩa sinh thành, để rồi cùng tán thán ghi ân và cùng tạ ơn trong buổi lễ tạ ơn này. Nam mô mười phương chư Phật. Ngôi chùa Huệ Quang không gian tuy nhỏ, thời gian khiêm tốn trong một trung tâm người Việt yêu mến, nhưng lại có một thanh diệu muôn đời. Đó là nơi có Phật, có Pháp, có Tăng, có chúng sanh quy y Tam Bảo, có một nẻo đường về bản lai diệu mục. Sáng tâm để giác, sáng lòng để ngộ, giác ngộ cõi trần để vỡ lẽ nhân gian. Như huyện mà thẳng tiến vào đạo giác ngộ, nhân mùa đền ơn đáp nghĩa Vu Lan. Người ra đi kẻ ở lại, mồ hôi đổ xuống nước mắt cùng mặn. Người xa người gần cùng chắp tay kính cầu đấng sinh thành đường về cõi tịnh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
pháp thuật hôm nay tuy rất đông, nhưng nó cũng đã đọng lại những hoài niệm để cho chúng ta nhớ lại hình ảnh xa xưa của Đức Thế Tôn thực tiên quý tín đại tử của Ngài trong 2600 năm về trước. Lễ vu lan hôm nay do chùa Hòa Thượng Trụ Trì Bảo Quang Thiên quý tín đại tử chùa Hội Quan đã tổ chức. Tuy đơn sơ nhưng cái thâm tình quả thật là to lớn. Nó gợi lên hình ảnh với các bậc sinh thành, chúng ta không thể tự nhiên mà có, mà chúng ta được sinh ra bởi cha mẹ, được nuôi nấng bởi cha mẹ và những người trong gia hội. Phật dạy người con Phật luôn luôn nhớ đến tính ông để không có tính được phần đó. Thứ nhất là ông Tam Bảo chúng ta đến nhờ ơn Tam Bảo mà được tâm hồn thanh tịnh như mùa lễ vu lan. Cái thứ hai ơn tổ quốc mình nơi mà nuôi dưỡng chúng ta từ nhỏ đến lớn, và cái ơn thứ ba là bạn bè đâu và nuôi dưỡng chúng ta, đó là ơn cha mẹ. Chúng ta thành tình cả một công bằng. Thứ tư là ơn quốc thầy bạn bè và chúng sanh. Cũng lại là chúng ta là một con người đang sống trên mặt đất này, và chúng ta đoan của tất cả mọi chúng ta chúng ta biết ơn tất cả chúng ta. Hôm nay thì quý tín đệ tử của Thầy Tôn đã bắt đầu về tại Quế Quan để vu lan là một trong những ngày đại lễ của Phật giáo, và là một hình ảnh mà 2600 năm trở trước quý tín đệ tử của Bồ Tát chúng ta trong tôn thờ đã làm và chúng ta hôm nay thì chúng ta làm để nhớ lại những con cháu. Chúng ta nhớ cũng như chúng ta mà Thế Tôn đã chỉ dạy. Hôm nay thì các Phật tử chùa Hội Quan đã đi theo giáo lý của Đức Phật và làm cái công đức vô lượng của quyền Bồ Tát quý vị hôm nay. Thì xin tất cả quý vị đến đại Phật và xin cung thỉnh đại thanh nhất ông thanh tịnh niệm Phật để cầu nguyện cho chủ huynh Phật tổ các thành phụ mẫu các thành phụ mẫu các thân tứ phụ của chúng ta.
chữ Đại Bồ Tát Tùy Tự. À, tiếp độ tất cả các người bệnh từ quá khứ đến hiện tại và vị lai được âm thanh văn tích tóc trao đồ chú thân cũng độ. Và xin mời tất hết thảy tất cả các người bệnh theo Đức Phật An và về thế giới. Thank you.